ba môi lửa thì sun cả đầu. Ui, tóc Thảo rất là nhiều gầu, để anh châm lửa đốt sạch đầu em đi. Ngày xưa ấy, em khinh anh là thằng phụ hồ nên chia tay. Giờ anh lên thợ chính rồi đấy, em đã thấy tiếc chưa? Đi làm! Dạ. Vớ vả vớ vẩn. Tao, Tom Sky, không đàn em thằng nào, một mình tao chấp hết. Ui, sếp. Lại tin tức công giờ. Tháng này khỏi nhận lương nhé. Ui, đùa. Sau đây, lễ chúc mừng sinh nhật chính thức được bắt đầu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Này, nhắm mắt vào anh cho cái này. Cái gì? Cứ nhắm mắt vào. Thôi, anh. Anh ơi, quất mẹ em anh ơi, gửi mẹ em, anh ơi, quất mẹ em anh ơi. Nào, mày có bán hàng có tử tế không? Quất làm gì? Chị Trang ơi, giờ mà em đánh chị thì chị sẽ làm gì? Thì tao đánh lại mày, mày mà làm gì tao, tao đánh lại gấp đôi đấy. Gấp đôi luôn? Ờ. Anh đưa em về quê thế này, anh thích quà quê gì em chiều. Tao chẳng thích gì cả. Tao chỉ thích rượu thôi. Rượu á? Rượu anh uống được nhiều không? Phải một lít. Một lít tao mới tỉnh. Người ta uống rượu vào thì say. Anh uống rượu mà tỉnh thì khả năng là sắp chết rồi. Tiền sư bố mày xuống xe. Ây ạ. Ơi giời, thanh niên này dăm ba sợi tóc bầy đặt nhuộm xanh xanh đỏ đỏ, tưởng đâu dân chơi ai ngờ dân tộc. Giết con mày là gì? Mày là gì? Em nói em ạ. Nghe nói em thích con trai chủ động, nhưng mà anh ấy lại là con trai của chủ tịch. Không mang giấy tiền vàng mã vào hóa bảng đi, đứng đấy à? Nhanh lên.